thì nhiều đêm cũng nằm buồn khóc một mình. Rốt cuộc thì Nguyễn Trần Duy Nhất đã không thể đi đến trận đấu cuối cùng của AFMA World Championship 2019. Đây lần thứ 8 mang về Việt Nam chiếc vô địch môi thế giới ở hạng cân 60kg. Duy Nhất đã thi đấu rất thuyết phục trên hành trình lọt vào trận bán kết. Nhưng ở vòng đấu này, võ sĩ từng 7 lần ca khúc khải hoàn ở đấu trường thế giới lại thua đáng tiếc cho một võ sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ và đành chấp nhận tấm huy chương đồng. Liệu có thể xem lần gục ngã này của Duy Nhất ở Thái Lan là một thất bại lớn? Có thể, bởi AFMA World Championship là một đấu trường lớn quen thuộc của anh, nhưng bản thân Duy Nhất chưa bao giờ xem những chiến thắng ở đấu trường này là lớn nhất. Vì với chàng võ sĩ này, chiến thắng lớn chính là chiến thắng bản thân mình. Thật vậy, bên cạnh ánh hào quang trên sàn đài thế giới, ít ai biết được đứa con của Tấn Gia Quyền còn có những chuỗi ngày đau đớn phải khóc một mình. Khi thi đấu, khi tập luyện, đặc biệt là bộ môn Muay Thái thì chấn thương diễn ra liên tục, liên tiếp rất là nhiều. Mỗi cái chấn thương nó thì nó lại làm cho mình bị yếu đi về cái thể chất. Nhưng mà từ đó thì là nhất là suy nghĩ là mình phải yếu về thể chất nhưng mà cái tinh thần mình phải mạnh để mình có thể vươn lên được. Bên cạnh đó thì năm 2012 Nhất có bị một cái chấn thương nặng khi thi đấu, đó là bị gãy cái tay phải. Thì Nhất phải mất 6 tháng mới trở lại có thể thi đấu được. Rồi cái 6 tháng đó chính là những cái chuỗi ngày đen tối của mình. Tại vì mình là một người rất là năng động, rất là muốn lúc nào cũng hoạt động để tham gia thi đấu. Mà mình phải nằm một chỗ và ôm cái cục bột ở trên tay. Khi mình nhìn bạn bè cũng như đồng nghiệp mình tập luyện thi đấu thì nhiều đêm cũng nằm buồn khóc một mình. Vinh quang ai hay, đắng cay ai tỏ. Cái đớn đau lớn nhất của Duy Nhất trong những chuỗi ngày phải bó gối, buộc tay vì chấn thương, ấy là những lời dè bỉu, coi thường từ người khác thay vì những lời động viên. Tuy nhiên, với bản lĩnh của con nhà võ, sự coi thường đôi khi lại là động lực cho một sự trở lại mạnh mẽ hơn. Mình gặp một người, thì lúc đó mình cũng đạt được thành tích 2 năm vô địch thế giới rồi, thì người đó mới nói với mình một câu là mày hết thời rồi. Thì chính cái câu nói của họ khiến cho mình suy nghĩ nhiều, mình cần phải chứng minh rằng mình không phải là một thằng dễ dàng bỏ cuộc. Mình quay trở lại tập luyện ngay. Lúc đó thì tay mình bó bột nhưng mà mình vẫn tập tay còn lại và hai chân. Đó thì sau trong vòng 6 tháng mình trở lại mình thi đấu thì mình gặt hái được nhiều thành công hơn. Đằng sau vinh quang luôn có cay đắng. Con đường chinh phục thế giới muay của chàng trai Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nó còn có nước mắt, máu và nỗi căm phẫn, xen lẫn niềm tự hào. Tất cả có trên Thể Thao Tước.